Trong khi nhiều tổ chức doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học đã tự xây dựng và tổ chức những hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khí hậu trong ngày trái đất 21 tháng 4 năm nay, như kêu gọi nhân viên sống xanh, tiết kiệm năng lượng, khuyến khích đi xe đạp, tái chế, giảm rác thải nhựa, thì nhiều doanh nghiệp khác đã tự tìm tòi, tái chế sản phẩm của mình hướng đến môi trường xanh. Trong dịp ngày trái đất năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may thời trang đã có những ý tưởng mới về bảo vệ môi trường như đổi đồ cũ lấy đồ tái chế, hạn chế rác thải ra môi trường. Họ còn ra mắt bộ sưu tập thời trang với quá trình tái chế từ vải đến vải, đặc biệt là sử dụng chất liệu Renew là polyester 100% tái chế, có thể tiết kiệm đến 25% CO2. Ngoài ra, họ còn mang nhiều chất liệu xanh như cà phê, bạc hà, trà xanh, tre, ngải cứu vào các loại vải để thân thiện hơn với môi trường. Vâng, chủ đề của ngày trái đất năm nay đó chính là đầu tư vào hành tinh của chúng ta với mục tiêu là cùng hành động để chống lại khủng hoảng khí hậu, hướng tới một tương lai xanh, thịnh vượng vì sức khỏe của thế hệ tương lai. Trong đó, giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa là một trong những đòi hỏi quan trọng hàng đầu. Và đây cũng chính là nội dung của tiêu mục chuyện trong ngày mà chúng tôi sẽ đề cập đến sau một phút nữa. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi.